Cơ sở đồ gỗ Tùng Tán thì kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi tối ngày 27 tháng 7 năm 2021 đây, thì chúng tôi vừa có mặt tại gia đình nhà cô chú Lợi Khanh. Hiện tại là 8 giờ tối. Tôi có bàn giao gia đình là một bộ bàn ghế tần thủy hoa tay 12, chất liệu gỗ gõ đỏ. Vừa bàn giao kia kích ở không gian cho gia đình đây. Tôi có quay lại video clip ngắn là kỷ niệm với gia đình bộ tay cột 12. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp bên cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Quốc Cẩm Khê, và mọi người có thể xem thêm các sản phẩm khác ở tại website đồgỗtùngtám.com. Đây là hình ảnh bàn ghế là cô chú Lợi Khanh tại xã Trương Xá, huyện Cẩm Khê, Thọ. Cảm ơn mọi người.